Lời đầu tiên xin chào tất cả các em cần thủ nô mê câu cá. Hôm nay em sẽ lên cho anh em là tổng cộng là 9. Hôm nay em sẽ lên cho anh em là 3 cặp máy và 6 con máy lẻ. Để em vô cụ thể từng máy anh em xem. Giá cả chiếc này là bèo luôn á. Anh em nào chốt thì chốt mã số tập với cộng số máy giùm em nha. Rồi cảm ơn anh em. Rồi ném vô cặp thứ nhất. Cặp thứ nhất là cặp Daiwa Hà Nội đi Nhật, xe tầm 3.000-4.000, bộ pin sống và động chân chu đây. Về ngược ok nè. Đó, lấy cực ok. Đây hàng Nhật nha anh em. Một máy. Này ok. Đổi trái phải bình thường nha anh em. Cứ ok. Cặp này xe tầm 3.000-4.000, giá công khai luôn 250k. Đây nó bị xét cái này ăn tí, anh em về anh em đánh nhóm này nha. Còn anh em đóng anh đánh nhóm lại, giá công khai 250k. Đó ngoại hình máy em soi kỹ cho anh em xem luôn rồi đó. Cặp thứ nhất 250k, hàng nội địa Nhật, anh em không phải hàng Tàu hàng Trung Quốc gì đâu, hàng Nhật đóng tem luôn á. Đây cặp số 2 cũng là giá 250k. Đây xét ăn cái này chút, anh em về lấy nhám đánh lại là ok. Hoạt động 23 hoạt động nha. Đây hoạt động như lip test luôn á. Đây ok, bộ pin sống nó về ngược ok, quay tới ok. Tay quay thì có thể gấp lại được luôn đó. Ngoài hình xấu xí chút, anh em tay nghề cao về sơn lại đánh nhám chút rồi ok câu ngon lành. À, một máy đây máy Nhật đàng hoàng anh em. Đây máy số 2 đây, đi chung với cặp đây. Mô bin này nó mắc lửa gà trong đây. Đây dặn nó không kêu đó. Đây tới quay rồi được nè thấy anh em. Đó, lấy cứ ok. Đây về anh em đánh nhắm đây nha, giá công khai 250k. Cặp số 2 250k, xe con này là xe tầm 3.000-4.000. Cặp số 3 đây, cặp này ok nhất này đó, không xe cũng xe 3.000-4.000, hoạt động ok êm mượt đó. Đấy cứ ok, quay ngược ok nè, nó thấy không đó, quay tới ok nè. Đó. Cặp này thì anh em về khỏi cần làm, cái này nhìn ok kìa đó, mượt thì khỏi bàn nào. Đồ bị sống giá vẫn là 250k. Cho anh em nào về tay nghề cao sơn sửa lại được, sơn lại được, sửa khỏi cần sửa. Máy em bao hoạt động không lỗi. Cặp số 3 cũng là 250k. Rồi. Tiếp theo em lên cho mình là con máy số 4. Đây, con máy số 4 là con đây qua hàng nội đi Nhật, hàng Nhật nha anh em. Đây qua 900B. Đây mưa bình sống. Đây cứ ok. Đây con lăn ok. Hoạt động ok. Xe con này tầm 4.000-5.000. Đó. Giá 230k. Mưa bình sống. 230k nha anh em, 230k mã số 4. Xe tầm 4.000-4.500. Tiếp theo máy cho máy số 5. Máy số 5 là một con Olympic hàng nội địa Nhật nè anh em. Mình mua vẫn là mua sống, con lăn ok. Và cộng với mượt. Máy cứt ok nè, đó. Quay ngược ok nè, đó. Máy nào lỗi cái gì em báo lỗi cái đó. Đó. Giá vẫn là 230k. Máy số 5, 230k. Giá cả này là chưa bao gồm phí ship nha anh em, phí ship tầm 35.000. 30-35.000 tùy anh em xa gần. Tiếp theo là máy số 5. Đây, máy số 5 mọi người, con Daiwa XT. Đây, cái này không phải là bị gì đâu, cái này là bị keo á, đây, vào ra thấy không? Đó, em làm biến vệ sinh. Để anh em làm về anh em hoạt động ok.
Ở bên sóng lấy cước ok, quay ngược ok, quay tới ok. Đó, Hà Nội đi Nhật đây, giá công khai 230k. Máy số 6 230k. Tiếp theo cho em lên cho mình là con máy số 7. Đây máy số 7. Đây một con Daiwa ST, ngoại hình nhìn khá ok. Con này xe 4.000 5.000. Mua bên sóng lấy cước ok. Con lăn ok, chưa bị xét ăn. Và cộng bao mượt. Đây, đi tới ok với lô ok nè, nó. Giá như cũ 250k. 250k anh em máy số 7. Đây máy số 8. Con Shimano Z0. Con này xây tương đương với các xây 7.000, 6.000, 7.000. Con này là đội nội địa Nhật nha anh em. Đây. Con này hoạt động êm mướt lắm, mượt lắm mượt. Đây, mắt tem đầu. Quay ngược ok và tới ok nha anh em. Đó. Mượt thì khó bàn. Con này nào anh em tập câu cha, tập gì đó về cảo thoải mái. Đây, con này mắt tem nồi, mắt tem đầu. Với mắt lửa gà, quay cái nồi nó không kêu nha anh em. Nhưng mà nó vẫn quay. Mưa viên vẫn xả bình thường nha. Đây, siết cứng lại. Đó, cứng lại. Mở ra nè, đó. Giá công khai 250k, máy 6.000, 7.000. Con này mà lưỡi gà còn nó giá đó. Giá có tầm 300 ngoài rồi. Bây giờ bán con này 250 luôn. Giá tụt quần luôn á. Đây, tiếp theo con máy cuối cùng, máy số 9. Là con Daiwa ST3000, xe 8.000, 9.000. Đây, ngoại hình xuất sắc nha anh em. Máy xuất sắc, nó xuất sắc. Thân kim loại, nồi kim loại. Và cộng ok nè, thấy không? Đây nắp đàng hoàng, nhận mua pin sống. Đó. Ngực ok nè, tới ok nè, đó. Giá công khai cho anh em luôn, con này 250k, đó. Hôm nay là bán hàng đồng giá hết 250k. Đó, máy số 9. Đó, bên này là lên cho anh em là tổng cộng là 3 cặp máy và 6 con máy. Đây để em đọc giá cụ thể lại. Thấy không? Cặp thứ hàng thứ nhất này là 250k một cặp. Ở trên là 230k một máy, ở trên nữa là 250k máy. Rồi ok, giá này chưa bao gồm phí ship nha anh em. Em ship toàn quốc, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Em có để số điện thoại ở trên clip, anh em nào mua thì vui lòng chốt. Để lại số điện thoại giúp em. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều.